Và sự cố gắng không ngừng của đội khách cũng đã được đền đáp bởi một bàn chiến thắng rất ngoạn mục trước đội nhà để cân bằng tỷ số là 2-2. Nhờ vào công của người đàn ông mà tôi gả cho toàn showbiz, anh Đức. Người ta phải có sự sáng suốt, chứ không phải như cái người đàn ông nào ngồi bìa mà giành quyền lộng hành thì xong trật lắc. Nhãn sao em giành tùm lum vậy cưng? Em chưa? Tội nghiệp nhỏ. Đây là vòng quyết định, ai đúng được vòng này á là được nhân 2 số điểm lần. Vì vậy các bạn phải hết sức cẩn thận. Mời gặp gỡ. Ai là người hát lô tô chuyên nghiệp? Mời em. Số gì đây, số gì đây, còn số gì đây, số gì đây, còn số gì đây. Em là ca sĩ hát lô tô chuyên nghiệp. Em tưởng anh là em xe trắng mong chứa những bước vui sẽ mờ. Em mới sáng hợp đi sức và được phiêu lại, phiêu lại, phiêu lại, phiêu lại. Em số 2, em số 2, em số 2, em số 2. Mọi người ơi, ơi, em chính là nghệ sĩ hát lô tô chuyên nghiệp. Ôi ôi. Để em từ đâu về đây vừa hay nhìn em là say. Để em từ xưa về đây vừa hai lòng ta thích say. Ô ô la la đường cùng em thấy mà. Ô ô la la là con số ba. Con số ba, con số ba, con số ba, con số ba. Nén ơi, chị chính là ca sĩ hát lô tô chuyên nghiệp. Chuyên quá à. Nói đi cưng. Hòn nạc hòn nấy nạ. Đây kì ta vô đây kì ta. Hòn nạ vô đây khói lá vô đây. Ba ba đô đè đô. Hòn nạ mi nô mi nạ. Đây kì đu kêu lút sư dù. Lút sư dù nơi ba tê ba đô. Bí ta đê đô ta đư. Còn số tư. Số số gì đây? Vâng, chính là em. Em là nghệ sĩ hát lô tô chuyên nghiệp. Dân ơi nói đi em. Số gì ra cờ ra mà con mấy con mấy gì miệng đây? Mỏi miệng theo luôn á. Rồi đi. Đi về đuổi theo. Tân Châu nổi tiếng nhà bè. Núi Sam nổi tiếng. Hội hè quanh năm còn số năm. Dễ thương quá à. Em chính là người hát lô tô chuyên nghiệp. Số gì đây, số gì đây, số gì ra. Hai con gà đá nhau. Một con cháy máu, một con vô nồi cháo. Còn số sao, còn số sao. Em là nghệ sĩ hát lô tô chuyên nghiệp. Mời em. Số gì ra cờ ra mà con mấy con mấy gì ra. Mấy gì ra bướm bướm bay. Bướm bướm bay. Bò bàng bò bè bò bụp bê. Bê bốc bê bằng bông biết bơi biết bò biết bay bay bay. Búp bê bằng bông bên bạn bướm 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 buồn buồn biển biệt bay bay. Con số bảy, con số bảy, con số bảy. Em là nghệ sĩ kêu lô tô chuyên nghiệp. Trời ơi, hay quá, cưng quá. Bà cướp Caribe tới giờ bà bể rồi nè. Nè, hai ba, pum. Hát á hả? Hát á hả? Đó. Thôi ơi, có vẻ rồi thấy chưa? Thôi, em không có dám. Còn số 8. Em là người nghệ sĩ hát lô tô chuyên nghiệp. Cái mặt cung luôn, ngắn gọn, hỏi nó nhiều. Xin mời đặt câu hỏi. Số 4, bạn đã có học tiếng Nhật chưa? Hả?
Câu hỏi thông minh. Thì kêu lô tô không cần nói tiếng Nhật cho chuẩn ạ. Em đã kêu lô tô được mấy năm rồi? Kêu lô tô được 6 năm. Chị hỏi số 3 nha. Dạ. Rồi là mỗi lần đi hát chị ai làm mặt cho mình? Dạ em tự em làm mặt cho em. Làm mặt là đúng cái mặt luôn á. Cái giọng của con bé nó giống như qua bộ phận xử lý âm thanh đó chị ha. Nó có vậy cái máy mà... lọc á. Vậy mới kêu lô tô được đúng không? Dạ. Mỗi lần nó dạ giống như ai đập bể cái trứng ấy. Dạ. Số 5, thường hiện tại thì cái đoàn mình á đang diễn ở đâu? Con người em nó linh hoạt lắm chị. Ai kêu em đi đâu thì em đi đó thôi chị. Trời ơi, nó cưng quá à. Sao cái con nó này nó cưng quá à. Nhãn ra từng đóng vai chính trong lô tô nè. Nói về lô tô thì em cũng có chút đỉnh kinh nghiệm. Bạn số 6, cái nhiệm vụ của em trong đoàn lô tô á là em chỉ hát thôi hay là ngoài hát em còn làm trong cái bộ phận nào nữa không? Nhiệm vụ của em là hát lô tô. Đôi khi nhiều lúc ở trong đoàn, ở những ngày mà dọn bến, em cũng hay dọn tiếp mấy anh chị những công việc lặt nhặt như là rửa chén hay là nấu cơm cho mấy chàng trai. Trời ơi! Bà quá bà rồi! Rửa chén hay nấu cơm cho các bạn trai? Thằng Nhãn nó ăn cơm không bao giờ nó rửa chén. Đó, bây giờ có người rửa chén rồi. Còn không mau hút số 6 về liền tay. Số 7, ví dụ mình kêu lô tô đó thì một đêm là em hát được khoảng bao nhiêu số? Chị đã hỏi thì em sẽ trả lời. Và tùy vào mức độ đêm diễn, khách đông hay thưa, mà chúng ta kêu con số cho nó phù hợp. Vừa lòng chị chưa? Vừa lòng chị chưa? Trời ơi! Hỏi nó có một câu mà nó hạch sách. Vừa lòng chị chưa? Không có thích mấy bà bánh bèo, hiểu không? Để anh Đức đẹp trai hỏi nè. Số 2. Em ơi, thường là diễn thời trang á, là anh thấy có một người ví dụ cuối cùng hoặc đặc biệt nhất gọi là vedette đó, thì trong đoàn lô tô á là có những cái nhân vật gọi giống như là vedette kiểu là đặc biệt mà kiểu đàn chị giống như cái mặt em hiện tại không? Dạ có, em nè chứ ai nữa. Em nè chứ ai nữa. Còn em vậy thì vedette đó là lúc mà kêu lô tô á là em ra ngay từ đầu luôn hay là cuối cùng là em mới ra? Em đợi dẹp hết em mới ra hả? Trời ơi, dẹp hết trơn đồ mới lạ đồ ơi, bà nói là chi bà nói ra bà ra bà dẹp rác duyên hay dáng vậy trời ơi, cái giọng này em thích quá. Chị quá. Số 8, khi lên sân khấu là chị mặc áo dài, mặc bà ba, mặc đầm hay là chị mặc giày để chị hát lô tô? Bộ này em mặn tháng mấy chưa giặt đó, hổm nay trời mưa quá. Vậy là con mắt này là dẻ hay là người ta quánh? Bữa cúp điện đi đụng cột đèn. Bạn số 1, lúc mà bạn lên diễn lô tô thì bạn mặc những bộ đồ gì với cái để phù hợp với cái hình dáng của bạn? Dạ thường thì em mặc áo dài và áo bà ba là do đoàn may cho em ạ. Cho em hỏi số 7. Em xin lỗi chị, em thích anh Đức hỏi em hơn. Chết chưa? Bởi vì anh Đức đẹp. Đó. Anh Đức có bàn tay đẹp chứ không phải gương mặt nha anh. Đó. Nói chi cho nó dập. Anh Đức 11. Có duyên quá à, trời. Giờ cho thử thách quăng ra một cái nè. Bóc con số ra em hát liền tại chỗ nha. Dạ được anh. Quay 31. Dạ có lòng cầu đây không quay anh làm khó anh quá gì. Trời ơi. Chị quay đi. Anh Đức ơi, quay đi. Cho tôi quay đi. Thông minh. Hát đi cưng. Số gì ra cờ ra mà con mấy gì ra khi xưa Alibaba như dần trăng sáng chiếu trên trần gian. Alibaba. Hôm nay Alibaba như dần trăng sáng chiếu trên trần gian. Alibaba. Ngày mai Alibaba như dần trăng sáng chiếu trên trần gian. Alibaba. Ngày mốt Alibaba chiếu trên trần gian. Alibaba 33. Còn gì để nói nữa, mời lựa chọn. Thank you.
có một cái sự đấu đá nhẹ trong nội bộ. Thật sự ra đã quy định rõ từ sau cái vòng 2 đó rồi. Ở đội khách có 2 đội, đội này 3 người, còn đây vẫn một đội. Có chương trình là có 2 đội thôi, đó là một đội nhà, một đội khách, còn đội kia là khách của đội khách. Không, tôi là đội khách mời. Nhưng mà không sao các bạn, quan trọng là cuối cùng thống nhất được là cả 2 đội đều chọn số 6. Không, tôi chọn số 5. Tại sao chọn số 5? Hồi nhỏ tôi nhớ tôi có đi coi lô tô và tôi nhớ những cái người mà kêu lô tô á, cái miệng họ rất là dẻo. Tôi thấy trong 8 cô này thì cô số 5 là cái miệng dẻo nhất, cho nên tôi quyết định chọn số 5. Khi mà bạn số 6 kêu lô tô á thì cái hơi mà bạn ấy đẩy ra á là từ ở dưới bụng đẩy lên. Chị số 7 á, chị hát hay và lanh, nhưng mà hơi chỉ của chị bầu, nhưng mà chị em hơi lại thì em bảo đảm chị hát không được nhiều. Khi tất cả các bạn này hát đều có sự chuẩn bị để mà có riêng tới cô số 6, tới cổ nhẹ nhàng thanh tản cổ hát, không có cần gì đó là công việc hàng ngày. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, cổ nói rất là chân thành khi hỏi cổ xong làm gì. Thường là mấy bả sẽ tập chung y như gia đình vậy đó, dọn cơm, nấu cơm, dọn dẹp, dọn sạp, dọn làm hết. Dọn và hết. Cũng có thể những bạn không, trong đây đều là trong gánh. Chị hát nhưng mỗi người một cái công việc vai khác trò. Ví dụ như cái chị số 3 bị tôi sao tôi khoái cái hơi của bả là bả là người xà dưới bán vé, còn bà kia hát. Rồi bà này là bên cái dòng đó, quăng cái vòng này chơi lên 3, 1 ngàn, 10 ngàn, 3 vòng, 10 ngàn, 3 vòng, mấy đứa nhỏ đó. Bà số 3 là cái bà mà chỉ một đêm duy nhất thưa quý vị, chỉ một đêm đó, duy nhất, không chỉ không một đêm duy nhất mấy bà đó. À, đó thì mình đang kiếm người chuyên chỉ là trên sân khấu thôi, cho nên là người số 6. Việc thứ nhất cho tôi thấy được cái thần thái là một cái người nghệ sĩ đi hát, và điều đặc biệt nha, cái cô đó cổ rất là sang. Thưa quý vị, bây giờ dù gì đi nữa thì cô đã chọn rồi, nên bây giờ chúng ta sẽ biết được người bí ẩn có phải là số 6 hay không. Trời ơi, hai con nhỏ nó nguyện cầu kìa. Yeah! Yeah! Em là ai? Hãy buông em ra, anh hãy buông em ra, để em đi bang cái bang 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 cái bang 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 cái bang 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 bang. Thì bán bánh ướt phụ mẹ em. Em không phải là người hát lô tô chuyên nghiệp, mà em là con của bà bán bánh ướt, bán bánh ướt cho đàn lô tô. Mời em. Em là Minh Luân. Em là cháu của bà Tư Khai, bán hủ tiếu chai ở đầu đường số 2. Em không phải là nghệ sĩ hát lô tô chuyên nghiệp. Thần thái. Bà vui. Anh Cưng là ai vậy? Số gì đây, cà rác có mấy con mấy gì ra thịt bò dò viên. Em tên Lương Trung Kiên. Em không phải là ca sĩ hát lô tô chuyên nghiệp. Thịt bò dò viên. Em nói cái giọng bình thường của em lại coi. Dạ em tên là Lương Trung Kiên. Vậy luôn á hả? Dạ thật luôn đó anh. Giọng ơi. Vậy là quá hay được. Giọng em ai? Rất là đàn ông, rất là đàn ông. Dạ. Rất là đàn ông. Dễ thương quá. Nhãn chết với bé áo đỏ rồi. Em chịu anh Nhãn không? Hái Nhãn xuống cho em ăn. Dạ em chịu anh Đức. Trời ơi chị Hương, anh Bố. Sao cái gu của em là gu của mấy bé này. Gu anh Đức là gu của mấy bé này nè. Đức là gu lô tô. Ừ. Rồi thích rồi. Lắm, thích. Em là ai? Em tên Chiều Chiều ra bún cộng thung. Bún hoa, bún lợi, bún nhầm thằng Trung. Em tên Trung. Em đang làm em đang làm diễn viên tự do. Em không phải là nghệ sĩ hát lô tô chuyên nghiệp. Có cái vụ tặng hát. Em là ai? Thưa quý vị khán giả. Mỗi lần nói chuyện nhột quá. Không xả dài. Em là Mậu Đạt, em là sinh viên. Em năm nay em 20 tuổi, em không phải là người kêu lô tô chuyên nghiệp. Đó, giỏi quá. Em duyên mà duyên. Mậu Đạt học ở đâu? Thực sự ra là quay trở lại đi. Mấy bữa em có gặp anh ở trong trường. Trường nào? Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, khóa năm nay K2. K2. Là sinh viên năm nhất đó hả? Dạ. Rất là vừa phải, biết điều tiết mình nha. Chúc em thành công trong sự nghiệp nha. Dạ, ok. Mời hai. Mời hai là ai? Dạ thưa anh, em tên là Lâm Quốc Khải. Em làm nghệ sĩ tự do designer và mở một đoàn lô tô chuyên nghiệp. Trời ơi.
tàu đúng không? Dạ đúng. Ngoài ra em còn có mấy đồ da lặt vặt và em rất mến mộ anh Hoài Linh. 29 29 bà nặng quá. 29. Em là ai vậy? Dạ, em là Nguyễn Phước Bình Hưng. Em là giảng viên tự do. Mợ, mợ là ai mà mợ đẹp vậy? Em tên thật là Trần Vũ Tâm và nghệ danh của em là Tâm Thảo. Năm nay Tâm Thảo bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 26 tuổi. Hát mấy năm rồi em? Dạ 10 năm. Trời ơi. Năm 14 tuổi. Năm 14 tuổi em đi hát rồi. Em thường ca ở đâu, diễn ở đâu, khó khăn là gì, chia sẻ anh nghe coi. Dạ em thường ca là ở Đồng Tháp. Dạ hiện tại thì em có trong một cái nhóm Hương Nam. Thu nhập tụi em ổn không? Dạ cũng ít có ổn lắm. Tại nhiều lúc mùa mưa về á, mưa hoài á không được, cho nên là phải đi tìm những mà công việc sao khác. Cái nghề mà khổ vậy mà sao tụi em theo hoài vậy? Tại vì em đã đam mê từ nhỏ thôi. Nói chung là ba mẹ cũng không cho đi, nhưng mà tại vì cái số phận của em đã như vậy rồi. Em rất là thích hát. Cho tới bây giờ ba mẹ đã chấp nhận chưa? Hiện tại á, mẹ thì cũng chấp nhận, là tại vì biết con mình như vậy rồi cho nên là không có nói gì hết. Nhưng còn ba thì không có chấp nhận. Ba nói làm sao? Ba em tư em ơi. Ba tư luôn. Rồi em có định một ngày nào đó về nói chuyện lại với ba không? Em không có chết. Từ lúc em đi hội chợ tới giờ ba không có nhìn nữa. Mỗi một kiếp người mình chỉ có một cái điều duy nhất, đó là mình sống trọn vẹn. Mình sống làm sao cho đêm về mình nằm yên giấc, mình gác tay lên trán, mình suy nghĩ, mình không thấy hổ thẹn với lương tâm là mình làm sai bất cứ điều gì. Và em theo đuổi cái đam mê của em, em sống hết mình với nó. Em kiếm tiền một cách lương thiện, điều tuyệt vời nhất. Thành ơi, anh nghĩ là này này, khi mà Thảo bước vào nghề này thì em vì đam mê trước, đúng không? Chứ còn cái chuyện kiếm tiền á thì anh nghĩ nó cũng hơi khó. Nhưng mà hy vọng là mọi người sẽ nhìn nhận cái nghề này nó một cái cách đẹp hơn. Còn đối riêng với em, nghĩ tới thì em sẽ tủi thân. Cái thời gian sau này thì ba không còn quan tâm lo lắng tới em nữa. Nhưng anh vẫn khuyên em một cái điều thế này này. Trên đời cái chữ hiếu vẫn là nằm đầu. Dù em không gần gũi ba, nhưng trong tâm thức của em vẫn tôn trọng ba em. Dù ba em có như thế nào đi nữa, ông trời đã đặt để cho em một cái số phận như thế, và mình chấp nhận trong sự vui vẻ. Và mình cũng không trách cứ gì ba mình. Làm gì đi nữa thì cái dòng máu của ba em vẫn chảy ở trong người em. Phải giữ cái lòng tôn trọng ba mình ở trong tâm của mình, thì anh nghĩ là ông trời không phụ ai. Cảm ơn những chia sẻ của anh Hoài Linh. Bây giờ biểu diễn một tiết mục thiệt hay cho mọi người xem nha. Mời em. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ chúng ta chuẩn bị khăn gói, nước non, bắp nước đầy đủ. Mời quý vị ổn định chỗ ngồi, điện thoại chuyển sang chế độ rung hoặc giục luôn cái điện thoại. Chúng ta hãy ngồi hướng mắt về sân khấu với góc 90 độ, hướng thẳng về ánh đèn, nhìn vào gương mặt của các diễn viên để chuẩn bị chào đón đoàn lô tô. Vâng thưa quý vị, chỉ một đêm duy nhất, chỉ một đêm duy nhất, chương trình sẽ được diễn ra với những ngôi sao ca nhạc, thưa quý vị, những ngôi sao ca nhạc thượng thẳng đến từ đoàn lô tô, lần đầu tiên xuất hiện tại chương trình Người Bí Ẩn. Lô tô bắt đầu. Và chỉ còn 2 phút nữa thôi, của chúng tôi sắp sửa bắt đầu. Xin trân trọng kính mời toàn thể khán giả cùng nhau ổn định lại chỗ ngồi, cùng ủng hộ cho đoàn sân khấu của nhạc Hương Nam với những tài tấm lao vé như gì chúng em phục vụ cho toàn thể khán giả mình, để với cho chúng em chuẩn bị mở lòng cầu kêu số, không để cho toàn thể bà con mình chờ đợi lâu mà không một lòng thể. Tâm Thảo, Diêu Mây xin kính chúc khán giả được gặp nhiều may mắn. Số gì đây, số gì đây, con số gì ra? Số gì đây lắng lặng mà nghe tôi kêu cờ ra con mấy, con mấy gì đây, con mấy gì đây, mấy gì đây, con mười gì đây, con mười gì đây. An Giang có Long Xuyên mặn mà, ai đi Châu Đốc nhớ ghé qua với bà, về tỉnh Biên nhớ thương em Hà Tiên, chiều trên đồng ruộng xanh áo ba ba em dịu hiền. Thốt Nốt ơi nhắn hai đôi câu, người em chờ mới Tân Châu, có
hương xin đợi chờ. Nếu có về quê hương đất miền Tây, ghé thăm lại người em tôi núi Sam là con 18. Con 18, con 18, con số đầu tiên gạch số vô con 18. Mười gì ra con mười gì đây, mười gì đây, thôi thôi ba ơi. Gái đôi nhịp cầu, gái đôi nhịp cầu. Bà đây có biết, tan nát tim tôi ngày bà lên xe qua, làm đẹp lòng mẹ cha, cho tình duyên đôi ta trái ngang đành sao. Con mười sáu, con mười sáu, con mười sáu. Con mười sao, con mười sao, con mười sao số gì ra? Ba gì đây con, ba gì đây? Phụ nữ ngày nay đêm ngày mà tâm niệm, phải lo thực hiện kế hoạch cho chu toàn. Hạn chế sinh con giữ gìn mà sức khỏe, nuôi con cho khỏe dạy trẻ cho ngoan. Việc nước lo toan việc nhà mà cũng tốt. Ba mười một, ba mười một, ba mười một, ba mười một. 31, 31, 31 cũng chưa có kinh, sao lâu kinh quá. Lâu kinh quá có dò lòng không dò kỹ lại coi. Cái đừng cái giật cái đừng có rung, cái đừng cái giật cái đừng có rung. Số gì ra anh đợi hàng năm phải không? Số gì đi con, số gì ra? Nam thư, trên nam thư má đỏ môi hồng. Nam thư trong ngóng em đây cái kiêu cờ. Chẳng hay chị đợi cái con gì mà em đã thấy chị đứng ngồi mà không yên. 60 nguyện, nguyện sao 10, con 60. Khán giả mình từ từ khoan sẽ bỏ lại vé để bên trên sân khấu chúng em kiểm tra banh lại để tránh tình trạng kinh sợ và sợ chúng ta giật số tí. Trời ơi. Nói tên đoàn diễn ở đâu cho bà con ta tới ta ủng hộ nè. Đoàn của em là đoàn Hương Nam. Các em á, làm nó rất là dễ thương này nha. Nó rất là lịch sự. Và một cái điều nữa là tụi em quá sức duyên dáng. Và đối riêng với Thảo nha, em có cái giọng ca nó mượt mà, nghe nó hay. Và anh hy vọng rằng với đoàn Lô Tô Hương Nam của mình, khi mà phát sóng cái chương trình Người Bí Ẩn này ra, thì mọi người sẽ ủng hộ các em thật là nhiều. Mong các em được sức khỏe, đầy nhiệt huyết để đem niềm vui đến cho mọi người. Cảm ơn các em. Cảm ơn Thanh Thảo, cảm ơn tất cả các em đẹp gái ngày hôm nay của đoàn Lô Tô Hương Nam. Và chương trình ca nhạc của chúng tôi được phép khép lại tại đây. Kính chúc bà con mình có một đêm ngủ ngon.